dịch mà đặt. Nếu như con sẽ mua ba cái bộ, cái bộ nó có hai cái bộ đầu tiên mà cần phải đặt, đó là trường bộ kinh, trung bộ kinh, trung bộ kinh, rồi kế đó là tăng chi kinh, kế đó là tăng chi kinh. Nhưng mà tăng trường bộ dưới trung bộ là đủ rồi. Dạ, những cái bài kinh nó đặt nó rất trường bộ, trường bộ kinh khi là nó gom lại nó tóm lược lại để cho mình hiểu một cách ngắn gọn để mình nhớ dai. Còn cái trường bộ là những cái bài kinh dài, nó nói những cái cần thiết, cái sự tu tập như thế nào cũng phải dài cho nó. Còn trung bộ thì những cái bài kinh vừa, còn tăng chi kinh thì tóm lược, không có gì. Cho nên nó có ba bộ kinh đó để cho mình nghiên cứu. Còn cái tiểu bộ kinh là thôi, mấy con đọc nó làm dòng và nó thêm cho các em nói gì nữa. Dạ, trường bộ ta, con không biết đọc là trường bộ kinh như cái gì? Trung bộ kinh. Trường bộ và trung bộ kinh thôi. Dạ. Hai cái bộ đó đủ rồi. Sau này đó đủ đọc xong rồi đó thì tìm cái bộ tăng chi kinh. Dạ, thấy cái bộ tốt được. Như bây giờ là con đang coi trên mạng đó, là coi như cái trong này có cái cuốn mà đường về thứ Phật mà bài tập các thầy, mà con lên đây con xin thỉnh mà thầy cố không có vài thầy bên này có đây là tiền cho con đó. Mấy con đọc kinh con đọc kinh Phật đó, thì mấy con nên trước khi đọc kinh mà Nikaya mấy con đọc những lời gốc Phật dạy mà thầy đã giải thích trong đó rồi, trong đường về thứ Phật không phải mà rồi thì mấy con sẽ đọc cái bộ kinh đó rồi sau khi đọc kinh Nikaya nó còn dễ hiểu lắm. Dạ, bởi vì nó có những cái từ trong đó mấy con khó hiểu quá. Dạ đúng rồi, trong những lời gốc Phật dạy thì giải thích những cái từ đó ra rồi. Dạ, mấy con đọc mấy con hiểu rồi, bắt đầu tiếp theo mới con hiểu được gì. Dạ, tại vì con đọc trên mạng thì nó đâu nó hơi mắt con cũng hơi yếu, thành ra con muốn tinh tỉnh trình thầy cho con mấy cái cuốn mà được rồi. Thầy như các bạn là bộ 10 cuốn. Dạ, thêm cái bộ mà 4 cuốn những lời gốc Phật dạy. Dạ, mấy con nên đọc như vậy. Dạ. Con cảm ơn thầy. Con có đi thầy một ít hết. Được rồi, mấy con cứ ở đây rồi mấy chút nữa thầy sẽ gửi đem ra đây cho.